đút cán cũng được, mát mâm luôn vẫn được, nhưng đừng có đụng tới bạn master này. Cái bạn master này á, đó thấy chưa? Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì cái video ngày hôm nay Vũ sẽ chỉ cho tất cả các bạn cách chỉnh trên cái con Vanker Jaguar S1000 AF. Đó là một con Vanker thì rất là hot. Hiện tại là vừa mình Vũ cũng đã vừa review. Và cái video này thì Vũ cũng sẽ giúp cho những khách hàng đã có yêu cầu trong thời gian vừa qua, và cũng như là những khách hàng đã mua sản phẩm này tại Thiên Vũ Audio. Thì đối với cái Jaguar này thì mình sẽ chỉ một cái hình tượng cho khách hàng thấy, cũng như cho các bạn thấy là cái cách chỉ của mình, cái hướng dẫn của mình cho mọi người, có thể ai cũng có thể biết chỉnh được cái sản phẩm này. Chứ mình sẽ không có quá chuyên sâu nói những cái thuật ngữ chuyên sâu trong âm thanh nhiều, để tránh những khách hàng mình xài gia đình á, chúng ta sẽ không hiểu. Thì Vũ sẽ hướng dẫn và ví vỡm cho mọi người dễ hình dung nhất có thể. Ok, thì mời mọi người lại đây đứng gần nhất cái mặt tiền của con quan này. Đấy. Thì về tổng quan các bạn sẽ thấy nó sẽ có bốn form vị trí về cái nút chỉnh vặn. Thì cái form thứ nhất chính là chỉnh micro, và form thứ hai ở hàng dưới là chỉnh effect, và form thứ ba ở giữa, cột giữa thế này, là chỉnh riêng cho music, và form cuối cùng thứ tư là form chỉnh cho tổng master. Rồi, thì cái tổng master này sao? Thì tổng master này là một cái form chỉnh bass, trung và treble, và có ba lăng. Thì cái form này mọi người lưu ý, cái form này là cái form mọi người phải chỉnh từ ban đầu. Nó là phải chỉnh đầu tiên vì nó là nguồn ao. Mọi người ha, chúng ta phải cân đối trước chỉnh nó. Và cái form này á, nó sẽ khi mọi người điều chỉnh bass hoặc treble hoặc mid, thì cái chỗ này nó sẽ biến động luôn cả âm thanh nhạc và âm thanh của luôn cả micro. Đấy, mọi người lưu ý với Vũ nha. Đấy, nó sẽ là, vì nó là master mà, nó là con tổng sẽ quản lý cái nguồn volume này dành cho luôn cả music và micro. Thì bây giờ đầu tiên thì Vũ sẽ hướng dẫn trước cho mọi người cách chỉnh. Đầu tiên là nói về cái thao tác ở trên đây, về nói về cái tính năng con này. Thì hiện tại con này tính năng rất là dễ sử dụng. Mọi người có thể xem video trước mà Vũ đã review. Còn cái bên này là những cái thao tác để chúng ta chuyển ngõ. Và con này nó sẽ có những ngõ input như sau: có được USB, có được Bluetooth, hỗ trợ được ngõ optical, và hai đường AUX để mọi người có thể cắm đường nhạc vào bằng dây analog. Đó, RCA đó mọi người ha, bình thường đấy, và một ngõ USB để chúng ta có thể play nhạc đấy. Rất là dễ đúng không mọi người? Và đây để mà chuyển đổi như này thì thao tác rất là dễ, nó như một chiếc số vòng của chiếc Sipo, một chiếc xe tay ga, xin lỗi mọi người, nó giống như một chiếc xe da vậy mọi người ha. Mình sẽ chuyển đổi đây, mình chỉ cần nhấn nó sẽ xoay vòng, thì đèn sáng ở vị trí nào thì tức là tín hiệu đầu vào input nó sẽ ở vị trí đó. Ví dụ mình Bluetooth thì khi mà mình chuyển qua Bluetooth đèn nó sáng xanh như thế này, thì mọi người chỉ cần mở điện thoại lên và chúng ta sẽ thấy Bluetooth của sản phẩm này, và chúng ta bấm kết nối. Thì khi mà kết nối xong thì cái đèn này sẽ đứng lại như là chúng ta đã kết nối thành công, và chúng ta play nhạc thôi. Còn đối với những khách hàng mà sử dụng âm thanh từ TV xuống thì đa phần là sử dụng optical là nhiều, thì mọi người có thể chuyển qua optical và chúng ta lấy nguồn nhạc từ TV xuống, rất là đơn giản dễ dàng, thì cho tất cả mọi khách hàng nào ai cũng biết dùng hết cả. Còn đối với những khách hàng mà thích, các bạn mà thích nghe những nhạc mà 3.5 từ cái điện thoại ra, từ 3.5 mà ra hai cái ngõ RCA bông sen á, thì có ngõ AUX 1 và AUX 2, thì chúng ta cắm vào ngõ nào thì chúng ta sẽ chuyển, nhấn nút mode này để chúng ta chuyển qua cái ngõ input đó. Và cái nút mode này nó sẽ đi theo số vòng mọi người ha, nó đi vòng tròn lặp lại thôi. Thì chúng ta lỡ mà bấm lố thì chúng ta bấm lại, nó quay lại từ đầu thôi, rất là đơn giản. Rồi, quá cơ bản và quá đơn giản đúng không mọi người, đúng không? Rồi, cái nút này là nút mute cho tổng cái âm ly. Thì thật ra cái nút này mọi người cũng không cần phải dùng đâu. Đó. Rồi, cái kế bên đây là cái nút feedback. Thì cái nút này á, có nhiệm vụ á, là nó sẽ có một cái thiết bị trong cái Jaguar tích hợp để dò ra những cái tần số mà gây hú, và nó sẽ tự giảm. Và Vũ không khuyến khích những khách hàng sử dụng cái tính năng này, luôn luôn để dài với Vũ nha. Còn nếu mà chúng ta xài là nó sẽ bị ngắn lại, nhấn vào nó sẽ bị ngắn lại. Đó, cái này Vũ khuyến khích để âm thanh chất lượng không bị méo này nọ, mọi người nên giảm sử dụng feedback. Cái đây feedback nó là một cái
công cụ cuối cùng, và sau khi chúng ta đã xử hết những cái này mà hết phương án mà không tối ưu được thì đây là cái công cụ cuối cùng để chúng ta sử dụng, chứ không được auto sử dụng cái con này. Mọi người tránh trường hợp là đang cân chỉnh, đang chỉnh những cái con này mà sử dụng cái con này đã lay nha. Khi mà chỉnh những cái này từ bass chip hay là tên effect, mọi người nên tắt này với phụ để cho nó hú cũng được, không vấn đề gì cả. Chúng ta giảm volume lại, chúng ta nghe, chúng ta sẽ tập trung vào chỉnh cho chất âm ngọt nhất đó. Cái này là chỉ là cuối cùng thôi. Thì cái này sử dụng cho những khách hàng mà nhà bị phòng bị vang dội quá nhiều, vang dội quá nhiều đó, mà không có tiêu âm nên nó sẽ bị feedback âm lại từ cái loa, nó phản xạ ngược về cái đầu micro thì chắc chắn nó sẽ gây hú thôi. Rồi micro mình nói với mọi người luôn nha, là nó không có tính năng gây hú nha. Micro là không có tính năng gây hú đó nha, là xin lỗi mọi người, là micro không có tính năng chống hú nha mọi người ha. Chỉ khi mọi người chỉnh đúng thì nó sẽ không bao giờ nó hú cả đó. Cái đó là nguyên tắc, là nó phải là như vậy đó. Mọi người lưu ý chỗ này với phụ nha. Rồi những cái micro mà mọi người nó chống hú giống như là con Sennheiser hay là con kia, thật ra không phải chống hú mà là nó có hỗ trợ tính gate noise. Thì cái gate noise nó là nó sẽ đủ cái âm lượng lớn, ví dụ những cái tạp âm mà nhỏ 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 mà feedback về cái đầu micro đó, nó sẽ loại bỏ luôn đó. Chứ không phải là chống hú nha mọi người ha. Thì nôm na là nó cũng là nó sẽ giúp cho việc là một cái công cụ đó giúp cho việc chống hú, nhưng mà nó không phải là micro chống hú. Nhiều khách hàng đến bây giờ sử dụng rất là nhiều vẫn còn quan niệm là micro có chống hú hay không nha. Thì Vũ xin nhắc lại thì mọi người sẽ thay đổi cái quan điểm đó. Vũ chia sẻ rất là thẳng thắn nha, và cho mọi người từ cái người dùng cho đến cái người bán nói chung là rõ ràng nhất. Rồi, giờ đầu tiên là Vũ sẽ đi đến cái phần thứ nhất, đó chính là micro. Thì đối với con âm, cái con Vanker này á, âm ly Vanker của Yawa S1000 á, thì nó sẽ có là mic 1 và mic 2. Mọi người lưu ý nha, cái cây màu xanh này, thật ra mấy cái này là nó chia màu, mọi người lưu ý nha mọi người ha. Volume tổng á, luôn luôn là màu đỏ. Đấy, và cái effect là màu xanh. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, đây, tổng volume đây của một công cụ nè, là màu đỏ. Rồi, effect là màu xanh, mọi người lưu ý nha. Effect là màu xanh, màu tím, màu xanh gì đó, Vũ nó nói vậy cho mọi người xem. Rồi, bên đây cũng vậy, còn cái bass chép mọi thứ ở đây cũng vậy. Riêng đặc biệt có ba lăng. Ba lăng là cái này luôn mặc định 12 giờ nha mọi người ha. Thì mọi người cắm dây lo bên trái bên phải á, có đúng 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 chiều hay không á, thì chúng ta dùng ba lăng test, chúng ta lặt qua bên đây mà nó nghe thì đúng. Chúng ta lặt bên đây, bên trái nghe là đúng. Đó, ok, sau đó khi mà chúng ta xài chúng ta luôn mặc định là 12 giờ với phụ để cho hai cái lo nó đồng bộ giống như nhau. Để không có bình lớn, chỉ cần chúng ta lỡ tí xíu này thôi là chắc chắn sẽ có một lo lớn và một lo nhỏ, nó sẽ bị mất cân đối. Đấy. Rồi, quay lại cái phần mic 1. Rồi, mic 1 thì hiện tại cái con mà Yawa này thì nó sẽ tổng cộng là nó sẽ có 7 nút, 7 phím. Thì cái phím đầu tiên màu đỏ như Vũ chia sẻ, nó chính là cái gain volume. Nó là cái volume riêng dành riêng cho cái mic 1. Và ở phía dưới mọi người thấy chữ mic 2 không? Đây là cái volume dành riêng cái mic 2 ở cái lỗ thứ hai, hoặc là cái ngõ phía sau. Con này có hỗ trợ được cái ngõ Canon cho mic Pro, vì Vũ rất thích cái con này chỗ đó, cái Canon. Thì Canon nó sẽ tăng thêm được 6 dB. Thì dành cho những cái mic Pro mà có dây thì chúng ta nên sử dụng cái Canon đó, để chi nó tăng cường cái độ nhạy cũng như là cái công suất, cái độ hút nó bắt mic thì mọi người sẽ hát nhẹ hơn. Chứ nếu mà chúng ta sử dụng ngõ 6 ly này, chúng ta bị mất hết 6 dB rồi đó, 6 dB rồi, thì nó sẽ bị nhỏ lại đi. Mà 6 dB nó rất là lớn nha mọi người. Từ 1, 2, 3, 4, 5 là cái dB rất là lớn. Nên mọi người lưu ý. Thì đây, những cái chỗ mà 6 ly thế này thì có thể dành cho những khách hàng mà có micro không dây, khỏe, độ hút cao, gain lớn thì chúng ta xài 6 ly được. Còn nếu mà chuẩn hơn thì vẫn cứ xài chuẩn là sử dụng ngõ Canon ở phía sau cái con Yawa này ha. Đó. Rồi, các bạn nhìn đây, đây là hai cái volume đúng không? Thì mình bổ cho đang tắt. Cái ngõ thứ hai màu xanh ở trên cái chỗ đường dãy mid này nè, đó chính là effect. Effect này là gì? Effect này là effect được cho vào khi sau khi chúng ta chỉnh cái effect xong, thì ở đây chúng ta muốn cho effect vào cho cái ngõ micro bao nhiêu, ít hay nhiều nha mọi người ha. Nôm na đây là effect tổng được cho vào micro để phối với lại cái tiếng mọc của micro. Nhưng mọi người ha, lưu ý đây chữ effect FX. Rồi, và con này có hơn gì âm ly đó, nó hơn âm ly là nó sử dụng được 5 cần, âm ly chỉ sử dụng được 3 cần thôi, đúng không mọi người? Được 5 cần equalizer đó, và
con này một đặc điểm hay nữa, đó chính là nó cho mọi người thấy được cái giải tầng. Cái giải tầng nha mọi người ha. Là 63, 200 hẹt, 250 hẹt, 1 ký rưỡi, 3 ký 2 và 7 ký 4. Đó. Để cho mọi người biết là cái giải tiếng ở chỗ nào. Thì còn cái volume này là gì? Cái volume này để cho mọi người tăng giảm cái gain. Ví dụ như mọi người thích mid nhiều hay bao nhiêu nào, cho độ dày lên bao nhiêu đó. Đây tăng bass cho mid, độ dày lên bao nhiêu, giải chung cho mid, ví dụ như vậy. Rồi giải xì, giải sáng, đây. Đấy, ok. Giải xì đây, giải sáng, chép của mid đây. Thì số càng cao thì nó đại diện cho chép, và số càng thấp đại diện cho bass. Và số ở giữa nó sẽ đại diện cho giải chung của cái giọng mình. Đó. Mọi người rất là dễ hiểu đúng không? Thì ở đây thì mọi người lưu ý cái chỗ này, thì cái sàn 63 này nó sẽ giúp cho tiếng mid mình tròn và dày, nhưng đồng nghĩa nó cũng sẽ có phản tác dụng. Cái chỗ 63 này là dễ gây ù cái tiếng mid mình lắm, nên chúng ta tăng cái này vừa thôi, đừng lạm dụng. Đó nha mọi người ha, lưu ý. Rồi chép thì cái này thì Vũ hôm nay là chủ yếu là chỉnh hướng dẫn mọi người một hiểu về cái con văn cơ mà mọi người đang sở hữu, và cái cách hướng dẫn video hôm nay mọi người cũng sẽ chỉnh được cho âm ly luôn. Đó, Vũ cũng đã có một video âm ly khoảng 2 triệu mấy view á, mọi người có thể xem video cũ đó, cũng khá là chi tiết. Đó, ok cho mọi người ha. Thì những khách hàng mà đang sở hữu cái sản phẩm này thì Vũ đã chia sẻ rồi đó. Mọi người nha, cái này tăng giảm. Tăng giảm là sao? Tức là đưa cái bass nhiều, đó, đưa cái decibel giảm, tăng hoặc giảm đi. Đó, mọi người thích cái giải nào hoặc là đang thiếu cái giải nào thì chúng ta tự cân chỉnh. Và cái việc này là phải nghe bằng tai nha mọi người ha. Chứ mọi người đừng có nghe ai nói là cách chỉnh này là mặc định là hay. Không có cái gì mà mặc định là hay riêng với âm thanh. Căn phòng mọi người khác nhau đó. Cái tai nghe khác nhau, môi trường âm thanh của mỗi căn phòng cũng khác nhau, phản xạ âm cũng khác nhau. Nên cái này chúng ta phải dựa vào tai để cho nó ra một chất âm hợp lý. Đó. Và một cái lưu ý cho khách hàng, trước khi mà chúng ta sử dụng effect, chỉnh effect á, thì mọi người nên chỉnh cái âm lượng sao cái tiếng mid mọc. Tiếng mọc là gì? Là không có một cái gì cả, không có tập, không có echo gì, không có reverb gì trong đây hết á. Chỉnh mic mọc trước, nó đầy, nó thật với cái giọng của mình trước đã. Rồi, ok. Sau đó mình lại bắt đầu chuyển xuống đây. À, đây là phần effect. Thì effect nó sẽ có hai cụm. À, cụm delay, nôm na là echo, và cụm reverb. Đấy. Delay thì nó là chuẩn rồi, thật ra echo là mình do Việt Nam mình đặt cho nó dễ vậy mọi người ha. Thật ra cái chỉnh delay cũng chúng ta chỉnh làm ra echo rồi. Đó, mọi người thấy chưa, đây là cụm màu xanh, đây là effect, delay và reverb. Và cái mic 2 này nha mọi người ha, đây chỉ là volume thôi nha, chứ không phải là cái này chỉnh, cái mic 2 này chỉnh là bass chép ở đây nha mọi người ha. Đặc biệt con này á, hai cái mic 1 và mic 2, cái ngõ 2, cái ngõ mic này á, nó xài chung với nhau một nguồn, nên là chỉnh bass chép là nó đi chung, nên là mic là hoàn toàn giống nhau nha mọi người, không có kiểu là mic nam mic nữ nha. Mình loại bỏ cái mic nam mic nữ ra nha mọi người ha, là hai cái mic này giống nhau. Thì tùy theo cái củ mic đó, cái củ mic đó mà nó sáng thì nó sẽ thường thường phù hợp rất là nhiều anh chị, rất là nhiều chị. Còn mic dày thì rất là anh nam rất là thích đó. Tùy đó, tùy theo cái hãng mic nữa nó sẽ khác nhau. Nên tốt nhất khi mà xài con này á, thì nên sử dụng mic cùng hãng để cho chúng ta đồng bộ được hai cái mic đó. Rồi giờ Vũ sẽ chia sẻ mọi người về cái delay, về cái effect. Thì chỉnh effect á, nó sẽ có delay, nó sẽ có ba cụm. Đây chính là cái cụm LEV, bạn có thể quay cận cảnh cho mình, ok. LEV, level ha, level ha mọi người ha. Thì nôm na level đi, nó cũng là gain. Đấy, giống như cái con micro, nó là gain, là volume. Tắt là mất hết trơn rồi nè. Đấy. Rồi còn cái volume nha mọi người ha. Còn đây cái time là gì? Cái time là thời gian của cái delay. Thời gian delay là sao mọi người ha? Nó nôm na là nó sẽ có là khoảng cách. Dễ cho mọi người hình dung nhất, những khách hàng sao vậy, là khoảng cách giữa các lần lặp lại nó gần với nhau hay là nó xa với nhau, hiểu mọi người. Ví dụ mình lặp lại, ví dụ đi 1 2 3 là nhanh, và mình sẽ bỏ bước này 1 2 3, mình sẽ bỏ bước, tức là nó sẽ dài ra đó, cái phần lặp lại sẽ dài ra. Thì để Vũ chỉnh và nói luôn riêng effect này, mình sẽ thực hiện thực tế cho mọi người luôn ha. Alo, để mọi người chờ Vũ xíu. Alo, 1 2, để tăng bass lên. Alo, 1 2, alo, 1 2, alo. Rồi, ok ha. Mình tắt nè, bạn có thể quay lại gần đi. Rồi mình tắt cái level nó sẽ mất nè. Alo, 1 2, alo, 1 2 3 4. Các bạn có nghe tiếng micro chưa?
Đó thì Vũ quay như vậy là thấy không? Đây là mình đã tắt rồi nè, lên là có echo nè. Ok, mọi người hiểu chưa? Ở đây mình đang để mặc định 12 giờ để cho mọi người hình dung thôi. Thì bây giờ đầu tiên mình phân tích trước là cái time này nè, nó là bây giờ mình còn cái repeat là sao? Nãy mình nói time rồi đúng không? Là cái khoảng cách giữa cái phần lặp lại trong cái echo trong cái delay, là khoảng cách đi cho dễ hiểu. Đó. Ít nhiều dài gì đó nên là nó dài thời gian. Còn đây có repeat thì cái repeat này á là nó số lần lặp lại trong cái phần echo đó, trong phần delay. Là ví dụ repeat này mình bật như đây nó ra một à, chỉ có hai cái thôi. Mình để lên nửa giờ thì sẽ lên là 1 1 1 1 6 lần. Ví dụ mình để như thế này là 9 lần hoặc 10 lần. Đó. Nó là ít nhiều cái số lần lặp lại. Đó, nên gọi là repeat. Đó, echo. Đó, thì cái này thì khách hàng chúng ta phải, các bạn phải cân hài hòa giữa cái repeat và cái time này. Tại sao? Vì nếu mà dài quá thì nó cũng sẽ rất là dễ gây hú. Mà ngắn quá, cái time này mọi người lưu ý, cái time này nó rất quan trọng. Time này chỉnh cho mà một cái tham số, cái phần mà lặp lại của nó cũng như cái repeat, cái tốc độ nó bằng với cái tempo của bài hát, của cái bài hát của mình, là cái echo rất là hay. À, bằng với cái tempo bài hát, tức là tốc độ của bài nhạc á, nó sẽ rất là hay, nó sẽ có điểm chung. Bây giờ mình thử cho mọi người nha, test thử luôn. Rồi, bây giờ mình để cái, mọi người thấy nó biến động không? Alo, 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 alo. Đó, mọi người lưu ý, cái time con này á mang tiếng là chỉnh cơ, nhưng mà bên trong nó là DSP, digital. Nên nó cái độ nhạy nó so với những cái âm ly analog ngày xưa như dao qua hay là bóp tông ngày xưa á thì nó khác. Các bạn chỉ cần lên một tí xíu, một độ nhạy tí xíu thôi là nó đã thay đổi rồi. Nên chúng ta nhấn vào, để mà chắc chắn nhất chúng ta nhấn vào chỉnh nhẹ lên thôi, nó sẽ có sự biến động rồi. Nhưng chứ các bạn đừng có chỉnh đang vầy cái nhảy lên vậy, đang vầy nhảy lên vậy là không có dò ra được cái điểm đẹp nhất có thể. Nên chịu khó tí xíu, chỉnh xíu thôi là nó đã có sự biến động rất là nhiều rồi. Mọi người nghe nè. Rồi, ok, đây là cái tham nè. Rồi, lên. Alo, alo, alo. Đó, mọi người thấy chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ thử test cái tham cho mọi người hiểu. Mình sẽ trở về thì nó sẽ dài ra. Còn tăng lên là nó sẽ nhanh. Một. Đó, mọi người thấy chưa? Một. Rồi bây giờ mình thử tăng lên nha, tăng nhanh lên nha, mình sẽ tăng cái time này lên cao. Mọi người sẽ nghe được cái sự khác biệt. 1 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
nhanh hoặc chậm và khoảng cách nó gần hay xa, đúng không? Chính xác, đúng không? Đúng không? Ok. Một. Hay. Đó. Rồi, ok. Rồi nha. Là mình giảm này đi. Mọi người thấy nó méo không? Méo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok, đó, mọi người thấy chưa? Bây giờ mình chuyển phần repeat nè, giờ test phần repeat nha. 1 Đó, mọi người thấy không? 1 Nó chỉ có một cái thôi. Đó, mọi người thấy không? Nó chỉ có một cái thôi. Giờ mình tăng lên nó sẽ có 2 lần lặp lại nè. 2-3 cái nè. 1 Đó, nó khoảng 3 cái, 2 cái lớn và một cái nhỏ. Lên tiếp. 1 5-6 cái luôn, mọi người thấy không? 5-6 lần. 1 Đó, rất là nhiều đúng không mọi người? Đó, ok. Rồi, ok chưa? Đó là Vũ đã chỉ mọi người cái chỉnh được cái echo, cái delay. Thì chúng ta phải hài hòa được hai cái điểm này. Cái đó chính là số lần lặp lại và cái khoảng cách tốc độ lặp lại. Đó, vậy là dễ hiểu nhất. Đó, cũng như là khoảng cách xa gần. Đó, tránh nhiều quá mà cũng đừng tránh ít quá. Mà cái này tránh nhanh quá cũng đừng có chậm quá. Chậm quá thì nó trễ nhịp thì nó tiệp echo rồi. Còn cái này cái level, cái gain này thì mọi người tăng vào cho nó bao nhiêu là vừa. Đó, ok chưa? Là muốn nhiều echo hay ít echo. Cái này mọi người có thể để mặc định nè. Cái tổng này nè.
mọi người lưu ý. Mọi người thấy đây mặc định. Đấy. Đây effect dành cho micro 12 giờ cũng được. Đó. Sau đó mình tăng ở đây cho vào bao nhiêu. Còn là sau này muốn ít nhiều hay là tổng thể. Cái này tổng thể nha, tại vì khi mà tăng cái này nó sẽ bao gồm là tăng cả verb và tăng và cả echo. Còn cái gain ở đây đó là nó chỉ tăng một là echo, hai là reverb nha. Người lưu ý. Khi chúng ta hài hòa cái này rồi đó, thì chúng ta muốn ít nhiều thì chúng ta sẽ tăng giảm cái tổng này. Đó, ok, mọi người hiểu chưa? Rồi, bây giờ tới reverb và decay ha. Mỗi lần mà diễn giải này chung là hơi khát nước tí xíu, mọi người thông cảm ha. Rồi, bây giờ tới level. Cái level này cũng là cái gain, cái âm lượng. Đấy, âm lượng reverb, mình tắt cái echo đi. Tắt cái echo đi, rồi. Một, đó, mọi người thấy chưa? Đây, decay. Decay này nó viết trên đây là decay thôi. Để cho mọi người hình dung hiểu nhất cái decay này á, đó chính là tham verb. Cái đuôi, cái độ dài của verb. Đây. Một, hai. Một, hai. Các bạn nghe dần dần nha. Một, hai. Đó, verb càng ngày càng nhiều và càng ngày dài lên. Một, hai. Dài là sao? Các bạn sẽ để ý là cái điểm mà Vũ dứt cái chữ số 2 nó còn vang hay không. Một, hai. Đó. Một, hai. Đó, thấy chưa? Nó vang dài hơn không? Một, hai. Đó. Ok. Như vậy là mọi người hiểu rồi đúng không? Đó, đó là tiếng, cái đó là cái tham cũng như là cái đuôi của cái verb. Đó. Để chúng ta chỉnh cái độ dài thì cái verb này sẽ giúp cho những khách hàng á, những khách hàng hát hay nhưng mà không xài echo á, nó sẽ giúp cho cái giọng mình nó mượt, nó bay tiếng hơn. Giọng vẫn là thật nhưng mà cái nó sẽ giúp cái đuôi, những cái đoạn mà ngắn giọng hay là những cái giọng mà đang bị thô, bị phô hoặc là không có kéo dài được cái hơi á, thì cái verb này sẽ giúp cho chúng ta lấp liếm đi được những cái đoạn phô đó. Đó, cái đoạn phô của giọng mình. Đó. Đó, thì mọi người sẽ rước cái tiếng đó. Sau đó chúng ta sẽ cộng hưởng với echo. Đó. Rồi cái đam này là sao? Cái đam này là mọi người ha. Cái đam này á, nôm na á, nó là một cái EQ. EQ cho reverb, nó sẽ có 3 vùng. Vũ giải thích vậy cho mọi người dễ hiểu. 3 vùng là mọi người muốn cái tiếng verb đó là nó vang cái âm bass nhiều hay là muốn cái verb nó vang tiếng chép nhiều, để mình thử nha. Lưng. Đây. Mọi người thấy không? Mình đang tắt hết thì nghe nó bass không nè. Bây giờ mình muốn tiếng verb nó sáng á, có độ xì nhiều nè. Coi nè. Sâu bay. À. Sâu bay. Đó. Sâu bay. À, mọi người thấy chưa? Nó tức là nghe coi là mọi người muốn, các bạn muốn cái verb nó vang cái đuôi phía sau là vang cái chép. Đó. Nó vang cái chép, vang cái độ trung. Đó. Muốn verb càng sáng thì chúng ta tăng lại lên. Cái verb á, cái đuôi phía sau cái độ vang nó sáng đó nha, chứ không phải là cái giọng mình sáng nha mọi người nha. Thường thường á mà để mà chỉnh mướt á mà không bị hú á là sẽ giảm cái chép của micro này xuống, nó rơi vào khoảng 7kg 8kg quay đầu. Sau đó nếu mà sử dụng, nếu mà cái con này hãng này mà làm đúng á thì cái tiếng verb này nó sẽ rơi vào từ 7 cho đến 9, 12 kg. Thì tức là giọng của chúng ta là sẽ không có chép, nhưng mà cái verb này nó sẽ giúp chúng ta tạo ra được tiếng xì của cái giải tầng đó. Đó. Rất là hay. Đó. Rồi, còn này là cái volume. Ok, mình nghĩ chắc các bạn cameraman chắc cũng mỏi tai lắm rồi đó, mình thấy rung rung nãy giờ. Mỏi chân luôn. Tay chân luôn. Rồi ok ha, giờ mình tiếp tục cho mọi người ha, để làm cái video cho mọi người cũng cực xíu. Rồi ok, mình đã phân vùng cho mọi người ba cách chỉnh này rồi. Rồi thì mình giờ mình tổng kết lại là trước khi mà chỉnh thì đầu tiên chúng ta sẽ tắt effect hết, chỉnh cái phần micro, bass, trung, mid, trung chép, mọi thứ. Cái mid mộc giống như Vũ đang nói chuyện ở đây nè, không có effect gì cả, nó phải ra thật tiếng nhất, dày tiếng nhất, sáng tiếng nhất, đầy âm nhất. Ok chưa? Rồi, sau đó mọi người bắt đầu mới tới chỉnh effect. Effect thì cũng sẽ chỉnh từng bước. Đầu tiên là sẽ cho effect vào 12 giờ đi, cho mọi người dễ nghe, dễ chỉnh. Đây là một cái mẹo. Đó, đầu tiên là tắt hết cái ông reverb đi đi. Hay hoặc là chỉnh reverb trước, tắt echo đi. Mọi người chỉnh cái nào trước cũng được. Sau đó chỉnh một verb trước, chỉnh xong hết rồi. Xong rồi tắt verb đi. Sau đó chúng ta bắt đầu mới chỉnh echo nha, chứ đừng có để mà song song. Mọi người đã mới ban đầu làm mà mọi người chỉnh song song thì chúng ta không có quen. Thì tắt cái verb đi,
Sau đó chúng ta sẽ chỉnh echo. Đó, thì chỉnh echo chúng ta chỉ nghe được tiếng echo thôi. Alo. Đó, chỉnh thôi. Thì sau khi mà chỉnh xong á, rồi echo xong rồi, phù hợp rồi, mượt rồi, bắt đầu mọi người trộn giữa cái, trộn bằng hai cái nút này, nút gain volume này, reverb và echo, thì chúng ta sẽ trộn lên. Đấy, verb vừa thôi hay là muốn ít echo cho verb nhiều, hay là verb nhiều hơn echo, hay là echo nhiều hơn verb, chúng ta sẽ trộn ra một cái chất âm nó mượt mà nhất, dễ nhất đó, mà mọi người cảm thấy hay và huyện với âm thanh cái bộ dàn của mình là ok. Sau đó chỉnh xong hết rồi, nốt nó lại, và đặc biệt chỉnh van cơ là những khách hàng chúng đã chỉnh này rất là lâu mà đã tò mò, đã vọc như vậy rồi, thì sau khi làm xong á, lấy điện thoại ra các bạn chụp lại một cái, tại vì những cái bạn, những cái loại van thế này rất là nhiều điểm yếu, vì mỗi người mỗi tai nghe, mỗi người mỗi gu nghe, các ông bạn hay là các họ hàng đến chơi, mỗi người chỉnh kiểu vọc nơi đó thì nó sẽ hư đồ mình hết. Nhiều khi người ta chỉnh theo gu người ta, nhiều khi mình không biết những người đó là có biết âm thanh hay không, nhưng mà người ta có thể người ta nghe quen ở đâu đó vậy, nghe quen cái kiểu chất âm như vậy rồi, người ta thành thói quen nghe chép nhiều mà chối tai, cứ nghĩ là chép nhiều là hay à, thì chúng ta nên bỏ đi. Ok, nhưng mà mình lịch sự một tí xíu á, là thôi bạn bè mình đến chơi mình cứ cho nó chỉnh, cứ cho bạn bè mình chỉnh đi, rồi khi mà họ về rồi đó mình giữ lại cái lập trường của mình, hay hoặc mình thấy họ hay thì mình theo họ, còn nếu mà thấy họ không hay mình cứ vui vẻ để mình lịch sự tí xíu, để người ta buồn hay là nói chung là mất lịch sự, mình nói thẳng ra cũng kỳ đó. Rồi thôi cứ để cho họ xong hết chơi hết buổi tiệc đi, họ về mình lấy cái tấm hình ra chỉnh lại cái vị trí ban đầu mà mình đã hài hòa đó. Ok chưa? Đây là một cái mẹo Vũ làm rất là nhiều khách hàng rồi, rất là nhiều trường hợp chính người Mỹ. Cái ngành âm thanh này rất là khó nha mọi người, nó không đơn giản như một ngành mặc định đâu. Mặc định thì nó khó lắm, cái này là cần mọi người hiểu, và cái người kỹ thuật biết chia sẻ mọi người cái nào là hay, cái chia sẻ cho mọi người cái nào là thị trường, cái chia sẻ cái nào là cái cách nghe đó, cho mọi người hiểu cái nào là hay, cái nào là dễ hát, cái nào là ai cũng chơi được đó, nói như vậy. Rồi tới phần music. Music này thì mọi người sẽ có ba cụm: bass, trung và treble, đơn giản như vậy thôi, và cái volume. Thì mọi người đặc biệt cho Vũ cái bass, trung, treble, volume nhạc thì mọi người muốn mở nhiêu thì tùy mọi người. Nhưng đặc biệt cái bass, trung, treble này là thường thường á, một dàn karaoke Vũ sẽ chỉ một cái mẹo quyết định, thì bass mọi người cứ để tầm này thôi. Đối với những khách hàng mà chúng ta mà có sub á, chúng ta giảm phần bass lại. Cái mid á, đừng cho nó sáng quá, vì khi mà chúng ta karaoke á, để cái dải mid này nó sáng quá thì nó sẽ lớn đi cái dải của mình, và đồng nghĩa nó sẽ trội với lại cái dải tầng giọng hát của mình, thì nó cũng sẽ dễ gây hú nữa. Hôm nay là chúng ta sẽ có một nguyên tắc bù trừ, thì nhạc nó là nhạc nền rồi, thì dải trung chúng ta, cái dải trung này chúng ta cũng vừa thôi đó. Còn mọi người thích nghe tiếng guitar sáng, tiếng của tiếng nhạc guitar hay tiếng gõ, tiếng cò, những tiếng ly miễn gì đó đó sáng nhuyễn á, thì chúng ta trăng xếp lên mà cũng hạn chế đó, hài hòa xíu à, chúng ta không phải là tăng nhiều khách hàng nghe lúc kén vậy. Mọi người chưa nghe được cái tiếng âm thanh gọi là giải tầng đều á, mọi người nghe thử, nếu mà chúng ta có những cái cơ hội á, chúng ta nghe những bộ nhạc mặc định, người ta không cho mình chỉnh quá nhiều đâu, mặc định vô là nhiều đó, thì chúng ta nghe bộ dạng thường xuyên thì chúng ta sẽ học được cái tai nghe cái nào là hay và đều nhất. À, có nhiều khách hàng tôi sẽ có những thật ra thích á, thì chúng ta tăng lên tí xíu thôi. Có những khách hàng vô mình, ở đây mình không phải là mình chơi khách hàng, thật ra khách hàng đã là khách hàng, nếu mà khách hàng mà biết chơi thì cần gì người bán, đúng không mọi người? Mình Vũ chia sẻ thẳng với mọi người thì quan trọng là người bán nó có mạnh dạn và có một cái nghệ thuật chia sẻ và hướng dẫn khách hàng xài không, nó là mới là vấn đề. Chứ nhiều khi người bán người sợ quá thì khách hàng sai thì cứ để cho khách hàng sai luôn đó, không dám chỉ, cứ càng ngày cứ như vậy, cái tư duy nghe cho đến mọi thứ nó càng ngày càng thậm tệ đi, không có ai sửa đổi đó. Còn mình mạnh dạn mà một cái ngôn từ, một cái cách nói mà vừa hài hòa cho khách hàng của mình, mà không có phải khách hàng buồn lòng hay là kỳ này nọ, thì chúng ta phải lựa ăn nói và chúng ta phải có cách diễn giải cho khách hàng hiểu cái nào là đúng, cái nào là sai. Mình phải mạnh dạn lên, mình là người bán mà đó. Đó, ok chưa? Rồi, mọi người lưu ý này ha. Rồi, còn phần master đặc biệt, đây là cái phần mà thường thường khách hàng hay để gây hú nhất, đó chính là cái phần đây, music. Bạn quay thẳng hàng cần cái mình, music là cái gain volume của nhạc và gain volume của mic. Mọi người á được quyền lớn đến mấy cũng được, lúc cán cũng được,
mắt mâm luôn vẫn được, nhưng đừng có đụng tới bạn master này. Cái bạn master này á, đó thấy chưa, mình mới test cho người xong rồi đó. Alo, alo, thấy chưa, thấy chưa? Đó là mọi người lưu ý giúp mình là cái master này á, mọi người đừng có dặn quá cao, đặc biệt luôn master là cái gọi là cái đầu ra cuối cùng, thì đừng bao giờ để nó quá cao, vì khi mà nó quá cao á, nó sẽ xung đột và giải tầng nó sẽ trùng với nhau và nó sẽ rất là dễ gây hú. Thường những cái video trước á, Vũ chỉ cho khách hàng á, là cái gen này nè, là nó chỉ 11 giờ quay đầu thôi, không bao giờ được quá 11 giờ. Lỡ mà nó có nhỏ quá, thà vậy nè, mình chỉnh nè, thà ngắn như thế này nha, mình chỉnh nhỏ vậy luôn nè. Volume nè, mình đang nói nhỏ nè đúng không? Mình chạy lúc cán nè, alo, 1, 2, mình thà lúc cán cái này. Chứ mình không bao giờ mình sử dụng cái master này. Đây là những cái điểm mà bị khuyết được rất là nhiều khách hàng trên thị trường đang bị. Đó, mình mong cái video này luôn cả những khách hàng mà đang xài âm ly cũng vậy. Chúng ta sẽ coi cái này và chúng ta test lại. Mong cái video này sẽ giúp vừa khách hàng mà xài mixer cũng như là xài âm ly, chúng ta sẽ biết được cái những vấn đề này. Cái này mình đã có chia sẻ rất là kỹ trong cái video cách đây 2 năm rồi. Đó, video cũng đang hiện tại là 2 triệu mấy view hay sao á. Đó, thì video này cũng chỉ cũng như, nhưng mà mình ngắn gọn hơn cho mọi người hình dung. Mọi người có thể xem video kia để nó kỹ càng hơn. Bạn cứ search Thiên Vũ Audio trên YouTube á, là các bạn thấy. Đó, hoặc là hướng dẫn chỉnh âm ly của Thiên Vũ á. Đó, mình nghĩ là cái cách chỉ của hướng dẫn của Vũ á, sẽ giúp cho các bạn, ai từ cái người không biết nghề hay là những người tiêu dùng đều biết chỉnh hết. Rồi, ok. Đây là những cái phần này. Rồi bass chép cũng vậy luôn nha. Cái phần master là mọi người lưu ý. Nên cái phần này đừng đi quá ngưỡng nha mọi người ha. Đó. Mình ngấn lên xíu là hú rồi nè. Ok chưa? Đó, còn này chống hú nãy giờ mình chưa có xài nè. Cái này là khuyến khích không nên xài trong dàn karaoke. Nó sẽ rất là gây mấy tiếng. Các bạn phải biết cái cách hoạt động của feedback. Đừng có mong chờ chống hú. Thật ra chống hú nó sẽ giúp cho mọi người được cái việc rất là tốt, vì nó sẽ không hú, không khó chịu trong quá trình sử dụng. Nhưng cái chống hú này, nguyên tắc hoạt động của nó là khi nó phát hiện một tần số quá ngưỡng thì chống hú này nó sẽ giật xuống, thậm chí là nó giật sâu hơn so với cái mặc định, thì đồng nghĩa với việc là cái tiếng nó sẽ bị cắt giảm trong quá trình mà bị hú. Là đương nhiên là micro bạn bị méo chứ không phải là cái tiếng bạn bị méo nha mọi người ha. Mọi người phải hiểu cái hoạt động của chống hú đó. Nó sẽ kéo xuống và đến khi mà không còn chạm đến cái ngưỡng, không còn chạm dù vượt quá nữa, thì nó sẽ trở về vị trí ban đầu. Giống như Vũ đang hát và đang hát cái có người dặn vậy nè. Mình test cho mọi người cho dễ hình dung. Alo, alo, alo. Bình thường là như vậy nè, không chống hú nè. Lỡ mà có hú nè. Alo, 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 alo. Đang cao nhau. Alo, alo, đó. Mọi người hiểu chưa? Đó, vậy hiểu chưa? Tức là sao? Tức là khi mà ông này phát hiện feedback, hiện cái anh này hú nhiều quá, anh chép hú nhiều quá, ông này sẽ giảm xiền, giật cái ngay đúng vị trí mà bị hú ngay cái giải tầng đó, vặn lúc về cái cho hết chống hú cái đã. Nếu mà hết rồi nó xả lại. Thì trong quá trình hát như vậy thì chẳng khác gì nó đang làm mình méo tiếng, đúng chưa mọi người? Nên cái này là sử dụng phương án cuối cùng. Phòng quá xấu, vang quá, toàn là ghế gỗ, phòng thì không có bức tranh hay là không có một cái tấm thảm hay là không có một cái vách gỗ hộp tán âm, không có một cái chỗ nào gọi là vách tủ là nhốt âm, thì nó sẽ đương nhiên cái việc chống hú là nó phải hú thôi. Cái này nguyên tắc không có gì, đây chỉ là một giải pháp để cải tiến và giải quyết cho những cái vấn đề trong gia đình của mình. Tại vì không phải là mấy, thật ra nếu trên thị trường này Vũ làm rất là nhiều phòng karaoke, phòng phim chuyên nghiệp thì đầu tư về nội thất, xử lý âm học trong đó thì nó khác. Nhưng còn gia đình mình mua về đặt lên phòng khách, đặt vô nhà thì mấy khi đâu nó bài bản và nó đầy đủ giống như cái phòng đó đâu, thì đương nhiên nó sẽ xảy ra những vấn đề hú. Thì đương nhiên cái này các bạn sẽ rất quan trọng và nhờ về kỹ thuật có kinh nghiệm để xử lý cho các bạn rồi, và đảm bảo là hạn chế nhất cái việc mà méo tiếng chống hú đó. Rồi kỹ thuật của anh Vũ là kỹ sử dụng này nhất à, nó chỉ là phương án cuối cùng thôi. Ok, như vậy là Vũ đã dành một cái thời gian cũng bao nhiêu phút vậy em hả? Khoảng 30 phút chỉ rút kinh nghiệm được trước. Vũ nói chuyện với các bạn một cách chậm chạp nhất để cho những khách hàng có thể nghe rõ ràng nhất. Các bạn thấy cái video này hay và làm theo những cái yêu cầu của khách hàng thì và mang lại giá trị tốt cho mọi người, thì đừng quên bấm đăng ký kênh và like ủng hộ. Và mọi người thích video này thì hãy lại comment bên dưới và có góp ý gì thêm, hay là những anh em có âm thanh mà muốn chia sẻ cho người dùng thêm, hiểu biết thêm, thì chúng ta cứ góp ý ở comment bên dưới. Xây dựng một cộng đồng nó âm thanh nó càng ngày lên. Thì nếu mà âm thanh càng ngày đi lên thì trong những năm tới
mà khách hàng mà cảm nhận hết á, biết được cái giá trị rồi, thì dần dần cái việc mà karaoke mà cần echo nó sẽ giảm đi nhiều, và sau này á, nó chỉ khác bợt thôi. Thì nếu mà xây được cái cộng đồng như vậy mà người dùng Việt Nam chúng ta tăng trưởng được như vậy, thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là khách hàng không còn phụ thuộc vào vang số, không còn phụ thuộc vào rất là nhiều sản phẩm China nữa, và rất là nhiều sự lựa chọn trên thế giới và đồ chuyên nghiệp nữa. Đó là một cái cộng hưởng rất là lớn cho sau này về cái âm thanh đó. Thì nếu mà ai cũng biết nghe, ai biết hát, càng ngày càng ít echo, hiểu âm thanh như thế nào là hay, thì dần dần thì cộng đồng ai cũng hiểu hết, thì chắc chắn là echo cũng như là vang số nó sẽ giảm dần đi. Đương nhiên vẫn cần có echo mà chỉ phần ít thôi. Thì đương nhiên là sau này những cái mixer bàn, những mixer digital trên thế giới á, thì trên thế giới này nó sẽ rất là nhiều sản phẩm. Thì lúc đó mọi người chơi được như vậy rồi, biết nghe được như vậy rồi, thì cái cộng đồng nghe nhạc của mình nó sẽ, khách hàng á, sẽ được một quyền lợi rất là tốt. Tức là rất là nhiều sự lựa chọn sản phẩm của nước ngoài mà không phải phụ thuộc vào China rất là nhiều. Dù nó sản xuất China thôi nha, Vũ đang nói là dù nó sản xuất China thôi, nhưng mà nó được những công nghệ, những cái chất âm của nước ngoài đưa đến cho người tiêu dùng Việt Nam. Ok, rồi chắc Vũ kết thúc video đây. Đây là một đôi lời chia sẻ cũng như hướng dẫn. Nếu mọi người thấy hay, like, đăng ký kênh nha. Và nếu hay thì cho Vũ comment khen cái, cho Vũ có nhiều động lực làm video hay hơn. Đối với những bạn nào mà muốn Vũ làm chia sẻ video gì á, để lại comment bên dưới. Thì đôi lúc Vũ sẽ không có xem hết được comment, nhưng mà những bạn nhân viên của Vũ sẽ hỗ trợ comment cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.